Sáng nay, ngày 6 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, thành phố Đà Nẵng phối hợp với tỉnh Sơn Đông và hội doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Đà Nẵng Sơn Đông dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự quyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và đồng chí Vương Nghệ Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân đại tỉnh Sơn Đông. Phát biểu khai mạc hội thảo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ hợp tác vào năm 1996, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sơn Đông đã ký kết và triển khai có hiệu quả nhiều bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực từ văn hóa, du lịch đến cải cách hành chính, quy hoạch và quản lý đô thị. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp sẵn có, nhân hội thảo lần này đà nẵng mong muốn kêu gọi nhiều hơn nữa các doanh nghiệp trung quốc đặc biệt là các doanh nghiệp tỉnh sơn đông đến nghiên cứu đầu tư kinh doanh du lịch và sinh sống tại thành phố lãnh đạo thành phố đà nẵng cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trung quốc nói chung và tỉnh sơn đông nói riêng triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố phó chủ tịch hội đồng nhân đại tỉnh sơn đông vương nghệ hoa nhấn mạnh Tỉnh Sơn Đông sẵn sàng chung tay hợp tác với thành phố Đà Nẵng để không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, góp phần phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc trong thời đại mới. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân đại tỉnh Sơn Đông đề xuất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sơn Đông cần tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác hữu nghị sẵn có, tăng cường hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực đầu tư kinh tế, thương mại, nông nghiệp, công nghệ cao và thúc đẩy giao lưu văn hóa du lịch. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, các thế mạnh trong phát triển thương mại du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Trong đó, đại diện công ty fan hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hệ thống nhà kho thông minh, hệ thống robot logistics cho biết, công ty đang xem xét nghiên cứu đầu tư cơ sở sản xuất và phát triển dòng sản xuất robot mới tại Việt Nam và khu công nghệ cao Đà Nẵng trước các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hấp dẫn là một địa điểm đầu tư tiềm năng dành cho công ty các doanh nghiệp du lịch đề xuất ý tưởng mở đường bay đà nẵng sơn đông và bày tỏ kỳ vọng hội thảo sẽ là tiền đề cho việc liên kết xúc tiến mở đường bay này trong tương lai các ý kiến cũng cho rằng giữa đà nẵng và các địa phương của trung quốc phát triển logistics về đường bộ đường hàng không đường biển cần chú trọng thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai địa phương để đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại du lịch đà nẵng sơn đông nhằm mở ra những cơ hội mới tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp việt nam và trung quốc nói chung và đà nẵng và sơn đông nói riêng tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác trong lĩnh vực đầu tư thương mại du lịch góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa việt nam và trung quốc